Xin kính chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cây cắt cỏ nha. Cây cắt cỏ này nó đến từ thương hiệu của Kawasaki và nó có cái tên riêng là TC27 các bạn. Các bạn quan sát xem cái máy zin tất tần tật nha các bạn. Zin hết kể cả cái bình chứa xăng, bình chứa nhiên liệu rồi các bạn. Cây máy này nó có những cái tính năng rất là đặc biệt các bạn. Do đó nó khỏe mà nó ít ăn xăng ha. Cái thứ nhất là cái bên bô lửa nó có đường xả tự động ha, để giúp cho người sử dụng khởi động rất là nhẹ nhàng. Cái kế tiếp là nó sở hữu một cái chụp giật trợ lực nha các bạn, chát luôn ha. Cái kế tiếp nữa là nó thiết kế là buji đứng nha các bạn. Buji đứng có nghĩa là cái điểm nổ đó, nó ngay giữa bê tông các bạn, giữa bê tông, điểm nổ giữa bê tông, cho nên nó hấp thụ công suất rất là tốt ha. Khi mà nổ lên một tiếng như vậy là nó hấp thụ công suất rất là tốt, do đó nó dẫn đến là ít hao xăng và mạnh mẽ các bạn. Các bạn nhìn xem, đấy, bù gì trắng tinh luôn, giật trắng tinh luôn. Nó dòng máy này nắp xăng có lỗ thông hơi nha các bạn. Quan sát xem nhìn từng chi tiết một luôn ha. Ở đây nó cảnh báo mình khi châm nhiên liệu vào máy thì gồm có xăng ha các bạn, xăng cộng với nhớt, với tỷ lệ khuyến cáo của mình là từ 50cc ha, tối thiểu là phải 50cc trên lít nha các bạn. Với tỷ lệ này thì máy mình hoạt động rất là tốt ha, rất là bền bỉ. Tỷ lệ tối thiểu là 50cc trên lít nha các bạn. 50cc nhớt tốt trên 1 lít xăng tốt. Các bạn nhìn xem, đẹp tuyệt vời luôn ha. Nó có made in xà băng trong lốc các bạn ha. Dạ, có made in xà băng trong lốc luôn. Mình dặn một tay hình như nó bị chẹo găng các bạn. Vô không ngon không. Các bạn quan sát tiếp ha. Đây, nhìn xem cái nòng, cái buji của nó này, rất là ghiền luôn. Mẹ đánh ra băng nha. Bạn nào tin mắt thì sẽ thấy nha. Mẹ đánh ra băng. Đấy. Bụi không? Đây các bạn ha. Mẹ đánh ra băng. Chạy một cái tùm rời nha các bạn. Tùm rời rất là đẹp luôn. Là Kawasaki chạy tùm rời các bạn. Công tắc ha, tắc on off. Có tem bảy màu nữa các bạn. Tắc on off rất là đẹp luôn. Kawasaki TC27. Zin tất tần tật hết các bạn. Xin từng chi tiết một nha. Tay nắm nè, một dây đeo cùm trắng tinh ha. Tay nắm phía trái, tay nắm phía phải. Dòng máy này cần lắp 24 nha các bạn, cần lắp 24 nó nhẹ, nhẹ hơn cái dòng cần mà lắp 26 ha. Cần lắp 24 rất là nhiều người lựa chọn. Kawasaki KW270A các bạn. Rất là đẹp ha. Rất là đẹp. Ngay cái tem nè, ngay cái tem để chỗ chống cái chắn cỏ nè các bạn. Cái tem này nó rất là dễ hư hại ha, mà nó còn tinh âu luôn các bạn nhìn xem. Ở đây chỗ ba mũi tên này là vị trí cuối cùng nè. Nó khuyến cáo mình không cho đem dời cái chắn cỏ này đi khỏi cái dấu mũi tên này ha. Giờ khỏi cái dấu mũi tên này lại đây thì nó gần cái dao quá, nó sẽ chặt đứt. Vậy thôi. Rất là đẹp ha. Cùi nữa nè. Cùi có chống dính cỏ nè. Rất là đã luôn. Cùi zin nguyên bản của nó đó các bạn. Ở dưới này có chống mài mòn. Chống mài mòn. Đây các bạn.
cũng hoa ngọn nguyên khối luôn, em re luôn, rất là đã luôn ha. Cần lắp 24 nha các bạn, tì 7 ly, tì 7 ly 7 khía, xài rất là chuẩn luôn, rất là dễ, rất là phổ thông, tì 7 ly 7 khía là phổ thông nhất các bạn. Đẹp từng chi tiết luôn. Rồi để mình nổ thử cho các bạn xem nha. Đầu tiên thì mình cũng bơm xăng nha các bạn. Chế quả khí, mình giới thiệu cái chế quả khí này tí xíu ha. Chế quả khí này là loại chế quả khí TK đặc biệt của dòng Kawasaki ha. Nó có bơm xăng phía trước nè, e gió đỏ nè. E gió này các bạn nhận vào nha, nhận vào là đóng e ha. Lên ga là e nó sẽ búng ra nha. Này, lên ga là e nó sẽ búng ra, tự động nó búng ra, cho nên mình gọi là do e gió tự động. Và đặc biệt cái chế quả khí này bơm xăng phía trước nha, rất là dễ bơm, bơm một phát một là lên đầy luôn. Cái kế tiếp là cái chế quả khí này đặc biệt không có dòng máy nào có ha, là cái miếng da bơm của nó không hề bị chai, xài quanh năm suốt tháng hoài không hề bị chai. Nó không có sợ cồn các bạn, không sợ cồn, do đó là nó không bị chai. Chưa bao giờ mình thấy cái miếng da bơm, cái chế quả khí TK này nó bị chai hết nha, rất là bền bỉ luôn. Và cái bình xăng này á, là loại bình xăng tự động, rất là dễ sửa chữa các bạn. Các bạn tìm xem ở trong những clip hướng dẫn sửa chữa bình xăng con của mình á, chế quả khí đó, thì có cái cách sửa chữa cái chế quả khí TK của dòng máy Kawasaki ha. Ngoài ra cái chế quả khí này nó còn cái thằng Kyoris nó cũng có chế quả khí giống vậy ha, tương tự vậy. Còn những dòng máy khác nữa, nó cũng sử dụng chế quả khí này ha, rất là ổn định, rất là ok luôn, rất là bền bỉ. Và nó đặc biệt là cái da bơm không bị chai, đó là cái đặc biệt của cái loại chế quả khí này ha, xài rất là bền bỉ. Rồi giờ để mình nổ thử cho các bạn xem nha. Nếu mà máy nguội thì mình bơm xăng ha, đóng e. Còn nếu máy mà nó đã hoạt động rồi, nó đã giật nổ rồi thì mình chỉ cần là kéo là nổ thôi. Các bạn quan sát lại cái nòng lần nữa nha, đẹp tuyệt vời ha. Kawasaki TG27 zin tách tần tạch nha các bạn, zin hết chặt tinh luôn. Rồi để mình nổ thử cho các bạn xem nha. Dòng máy này em bé giật cũng nổ nữa các bạn, người lớn tuổi với phụ nữ gì giật cũng nổ hết, rất là nhạy nổ luôn và rất là nhẹ nha, tại vì nó có trợ lực và kéo từ từ thôi là cũng nổ ha. Chỉ kéo ra cái là nổ, rất là nhạy luôn, qua một vòng tua là nổ các bạn, chỉ cần qua vòng tua chạy bốc cực kỳ luôn. Đánh cước bẻ re luôn nha các bạn, đánh cước rất là ngon luôn. Mà mình nói đánh cước ngon á thì dao thì nó chẳng có ngán cái gì cái loại dao nào á, tất cả các loại dao nó đều xài tốt hết. Cước mà tốt á, thì dao không có hề gì hết các bạn, dao không thành được vấn đề, dao không còn vấn đề phải nói nữa ha. Đã cước là nó nặng hơn dao rất là nhiều, nhưng mà nó đánh cước tốt thì dao á, thì ok các bạn. Yeah.
trơn luôn ha. Rồi tắt nha các bạn. Rồi cái video mình giới thiệu cây Kawasaki TZ27 đến đây là tạm dừng nha các bạn. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.